Xin chào các bạn chủ sở 3 thẩm mỹ viện. Ngày hôm nay bác sĩ sẽ hướng dẫn mọi người thực hiện kỹ thuật điều trị nám trung bì, hay mọi người còn gọi là bớt hori, nám chân sâu hoặc nám chân đinh bằng kỹ thuật Eastman máy laser kết hợp với serum Melasma 2. Thì đầu tiên để thực hiện kỹ thuật này thì chuẩn bị những gì? Thì chúng ta sẽ có thứ nhất là một bộ kỹ thuật. Đó, thì bao gồm các sản phẩm gồm có thứ nhất đó chính là serum Melasma số 2 dùng để chấm sau khi chúng ta bắn laser, một serum chống sẹo sau khi chúng ta bóc tách nám bằng laser để hạn chế vấn đề về sẹo lõm, và cuối cùng đó là một tip peptide dùng bôi để làm dịu da, chống viêm, chống kích ứng cho khách hàng. Ngoài ra để chấm các loại serum này thì chúng ta có thể sử dụng một cái bút chấm serum đó. Trong quá trình chúng ta bôi chống sẹo thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái gạc y tế để đặt lên những cái vị trí chúng ta bắn laser để chúng ta phun serum chống sẹo lên. Và các bạn cũng trang bị thêm một cái bút bi để đánh dấu những cái vị trí mà khách hàng bị nám chân sâu để trong quá trình bắn chúng ta không bỏ sót. Và một dụng cụ máy móc không thể thiếu đó chính là máy laser. Đối với máy laser thì các bạn bắt buộc phải sử dụng máy laser có bước sóng tần số 1064 nanomet. Và khi điều trị cho nám chân sâu thì các bạn sẽ set up đó là mức spot size sẽ là 3mm. Cái tần số thì tùy các bạn, nếu các bạn tay nghề vững thì các bạn để tần số cao một chút, 5Hz. Còn nếu các bạn mới sử dụng thì nên chỉ để 1-2Hz thôi. Còn mức năng lượng thì tùy thuộc vào cái tình trạng da của khách hàng mà mình điều chỉnh cái mức năng lượng này nó tăng giảm sao cho nó phù hợp. Cái việc điều trị nám chân sâu nó sẽ rất là khó khăn. Do đó thì nên ưu tiên các bạn nên nhận các ca mà nám chân sâu chỉ khi nào các bạn có máy laser thì các bạn hãy nhận. Rồi còn về phía bệnh nhân nhá, thì các bạn phải chuẩn bị những gì? Thì đầu tiên là các bạn phải rửa mặt sạch, làm sạch da cho khách hàng. Sau đó thì các bạn cho khách hàng che mắt vào, bởi vì trong quá trình chúng ta sử dụng máy laser thì bắt buộc phải có kính này để che mắt. Sau khi xong xuôi thì chúng ta sẽ chụp ảnh khách hàng, chụp ảnh trái, chính diện, trái phải hai bên và chính diện. Sau khi khách hàng đã làm sạch mặt này, đeo kính bảo vệ mắt này thì chúng ta bắt đầu xác định những cái vị trí nám chân, nám trung bì, nám tầng sâu. Thì sau khi chúng ta xác định rõ vị trí rồi thì chúng ta dùng cái đầu bút bi, dùng cái bút bi để khoanh vùng những cái vị trí của nám chân sâu. Trước khi các bạn sử dụng máy laser bắn cho khách hàng thì chúng ta cần phải xác định rõ vị trí của nám trung bì này, bớt hori, nám chân sâu này. Sau đó thì mọi người khoanh vùng vào giống như bác sĩ đã đánh dấu vào đây. Khi đánh dấu xong rồi thì chúng ta sẽ bắn từng bên một nhé. Chúng ta không nên bắn hai bên cùng một lúc. Các bạn bắn hết xong một bên, các bạn xử trí hết một bên xong xuôi thì các bạn mới quay sang bên kia xử trí bên còn lại. Thì trước khi sử dụng laser lên trên da của khách hàng thì các bạn test cho thử trên da của khách hàng trước. Đó, bắt đầu rát rồi đúng không? Khi khách hàng có dấu hiệu hơi rát một chút và trên da xuất hiện những cái điểm trắng nhẹ thì chúng ta bắt đầu sử dụng bán lên những cái vùng da mà có nám chân sâu. Chúng ta cứ bán từng nốt trước nhé. Trong quá trình các bạn bắn cái tia laser này thì các bạn có thể thấy tại vị trí chúng ta bắn nó sẽ hơi sớm máu nhẹ một chút. Chúng ta sẽ chấm cái serum Melasma số 2 vào những cái vị trí mà chúng ta đã bắn laser. Khi chấm thì các bạn sử dụng cái bút chấm như này. Trong quá trình chấm cái serum Melasma số 2 này thì khách hàng sẽ hơi sót một chút thì các bạn phải giải thích và động viên với khách hàng. Khi bác sĩ chấm cái serum Melasma số 2 này lên những cái vị trí mà bắn laser thì nó sẽ xuất hiện cái kết tủa trắng nhẹ như này, và đều toàn bộ những cái vị trí bị nám là chúng đã yêu cầu, và các bạn sẽ chấm hết những cái nốt còn lại. Lưu ý trong quá trình chấm chúng ta cũng không nên chấm nhiều thuốc nhé, chúng ta chỉ chấm một lần thôi. Các bạn cũng chấm nhẹ nhàng thôi nhé, chứ các bạn không nên ấn mạnh quá. Ấn mạnh quá là thuốc nó cũng sẽ đi sâu xuống bề mặt da và nó có thể đóng vẩy dày và có thể để lại sẹo. Rồi, mọi người có thể quan sát trong khi chấm thì tại những vị trí chấm serum Melasma số 2 nó sẽ có cái kết tủa trắng nhẹ như này và nó sẽ biến mất trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Và các bạn phải đợi cái serum này nó thẩm thấu vào trong bề mặt da để nó bóc tách những cái sắc tố mà tầng trên của da trong vòng 3 đến 5 phút sau khi
Sau đó thì chúng ta sẽ đến bước đó là chấm serum chống sẹo. Sau 5 phút chúng ta chấm serum Menat Ma số 2 thì da của khách hàng nó đã bắt đầu hơi đóng vẩy nhẹ một chút. Đó thì các bạn bắt đầu sử dụng một miếng gạc y tế mỏng thôi, chúng ta chỉ lấy một lớp mỏng thôi, chúng ta đặt lên trên những cái vị trí chúng ta đã bắn và chúng ta sử dụng cái serum chống sẹo để phủ lên trên và để trong vòng 5 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ bôi peptide. Rồi mọi người có thể nhìn đây, đây tại vị trí chúng ta ấy thì chúng ta sẽ phun từng tí một đó. Việc chúng ta sử dụng cái gạc này thì nó sẽ giữ cho cái serum nó không bị chảy xuống về mặt da và nó sẽ thẩm thấu vào những cái vị trí mà chúng ta đã làm kỹ thuật. Sau khi chúng ta tưới, sau khi chúng ta chấm serum chống sẹo cho khách hàng thì 5 phút thì chúng ta sẽ gỡ cái miếng gạc này ra và chúng ta sẽ bôi cho khách hàng một cái nước peptide. Trong quá trình các bạn gỡ ra mà nó dính như này thì các bạn có thể dấp một ít nước muối lên đây, nước muối sinh lý lên đây để cho nó dễ bong. Còn tránh trường hợp các bạn giật ra nó sẽ bong cái vảy da của khách hàng ra, như vậy thì nó sẽ bị sẹo và nó không được đẹp. Đó, các bạn chỉ cần dùng một tí nước muối là đạt được hiệu quả. Sau khi lấy cái gạc đó ra thì các bạn sẽ bôi cho khách hàng một lớp peptide để làm dịu da. Đó, mọi người có thể quan sát tại những cái vị trí bác sĩ xử lý kỹ thuật làm chân sâu thì nó sẽ hơi có tổn thương da nhẹ một chút nhưng mà da không hề bị sưng này gì cả. Và như này sau về nhà khoảng ngày hôm sau nó sẽ đóng thành vảy da và nó sẽ bảo vệ cái vùng da phía dưới không bị nhiễm trùng, không bị làm sao hết. Như vậy là bác sĩ đã hướng dẫn mọi người thực hiện kỹ thuật điều trị nám trung bì bằng máy laser kết hợp với serum Menat Ma số 2 xong. Chúc các bạn xử lý kỹ thuật chính xác và thành công.